Tụi mày muốn về Sài Gòn. Tụi mày đọc quán bên nào về Sài Gòn hướng mẹ. Khó tụi mày làm rồi đó. Mày nhé. I've been through the house, I haven't checked in it yet, I'm going to open that next. But everything looks okay. Right, I've just been checking the roof, garden, everything's up, lovely up here. I'm just going to open the windows in a minute and then order some food. Love you, miss you. Tối hôm qua mưa to lắm luôn á, tao mày biết không? À, chắc cỡ 2 giờ sáng đó, vừa Út dậy khi mưa to quá trời luôn. Coi nè, hoa hồng hồi bữa An quay á, nó còn cái nụ nhỏ nhỏ ha, bây giờ nở to quá luôn nè. Đó. Đó, mọi người thấy nó còn rung rinh nước không? Cá ở đây nhiều chưa Tommy? Tôi mới cho cá ăn nữa hả? Ở dưới có một hồ cá, nhiều cá hơn nữa. Ông nghĩ hơn trăm con ấy chứ. Ớt á, bữa chị Năm hái một loại rồi nè, giờ nó lại chín tiếp nữa nè, đó. Tao mày thấy là nước mưa còn đọng không? Đó, nước mưa còn đọng nè. Đây, cái sân thượng trên lầu trên cùng của nhà chị Chính nè. Nhìn thấy cảnh núi. Rồi xa xa ở đằng kia là sông Đắk La nè. Cái view quá đẹp luôn. Ở trên này nhìn thấy cái view sông Đắk La này, không biết là mọi người nhìn thấy không? Ở trên này nắng quá. Đó, xa xa sau kia là sông Đắk La. Trước đây ít nhà xây cao quá. Mình nhìn ra mình thấy cái sông rõ lắm luôn á, cái view sông đẹp lắm. Bây giờ hình như bên kia là có nhà xây mới. Nhiều nhà xây cao lên mới rồi, che bớt cái view của mình rồi. Trên con đường Nguyễn Huệ đi ra cái hướng ngoài đó là qua bên kia là sông Đắk La, là rời khỏi thành phố Kon Tum. Tommy ơi, nắng quá, Tommy đá banh à? Còn nhìn qua bên kia là thấy nhà của chị Bảy An đó, cái nhà cao cao trước mặt á là nhà của chị Bảy. Rồi cách một gian, bỏ một gian nhà, rồi đến nhà của chị Tám. Còn bên đây cái nhà bên đây nè, còn cái vườn rộng nè. Hồi nhớ hồi xưa có cái vườn rộng lắm đó ta. Hình như là người ta xây cái nhà phía sau kìa. Hồi xưa anh nhớ chị Chính ăn mua cái nhà này á, là ở phía sau cái vườn nó rộng lắm. Cái gì kiểu nhà cũ hồi xưa, mái ngói, rồi có cái vườn, rồi người ta nuôi gà, rồi có cây ổi rồi nữa.
Ở bên đây anh nhớ nhìn qua có một cái sân vườn rất là rộng. Ủa, nghe chị Chính nói là có cái cây sầu riêng nữa mà. Vậy là họ xây cái nhà phía sau kìa ta. Hết cái vườn rồi. Đúng là đất ở trong thành phố mọi người phải tận dụng triệt để ha. Còn An thì lúc nào cũng muốn là nhà có cái vườn, có cây, mơ ước. Hy vọng là cái ước mơ đó sắp trở thành hiện thực rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là An chỉ ở Công Tâm một mình thôi. Còn anh em đi thì về lại Sài Gòn rồi. Về lại Sài Gòn chiều hôm qua. Hello honey. Bây giờ sẽ ở Công Tâm một mình để lo công việc giấy tờ nhà vẫn chưa xong. Thôi bây giờ đi xuống ăn sáng ở nhà chị Nông, ở dưới quán của chị Nông nha. Sao món xíu mại nhà mày tiếng ngon lắm hả? Không, ấy à. Nóng hả? Như mình không. Nóng á. Ủa đi chơi ta từ nãy giờ rồi còn nóng gì nữa không? Đây bữa nay là ăn bánh mì ốp la nè. Để đổi món mấy bữa là ăn bánh mì thịt bò. Mì nóng và ốp la nha. Mời cả nhà ăn sáng. Mời Honey ăn sáng. Honey đang ở Sài Gòn rồi. Mới ăn sáng xong rồi, giờ uống ly nước đây, là ly nước ép dưa hấu nè. Ngon kia chưa? Nước ép dưa hấu tươi. Chị Long làm tại nhà luôn. Ngon quá à. Do mình là ở trong nhà mình nó có mà mình biết nước ép cái gì lắm nha. Về đây hả, sướng là ăn sáng xong là có nước ép tươi là, hoặc là cam tươi, sáng nào cũng uống một ly vậy á. Còn tự một mình làm á, mình làm biến. Đúng rồi, cho ép một ly đi rửa cái cối cũng ớn. Ngon quá, ngon quá. Cái này còn, cái này là của Tommy nè, chúc Tommy uống nè. Đó, trưa nay được chị Chính nấu bún bò cho ăn. Bún bò cũng là một món mà An rất yêu thích. Giờ phải bỏ hành vô ha. Sao về đây được ăn toàn là ăn với ăn nhiều món mình thích quá đây nè. Mà vẫn không lên ký. Mọi người nói bây giờ phải ăn nhiều vô để cho nó lên ký nữa. Chị anh Tommy ơi, dạ. Tommy có quay gì Út ăn không Tommy? Đây, mỗi lần ăn là phải nhờ Tommy quay á mọi người. Đây, ớ. Còn đây là món hành phi, hành hương. Hành hương phi lên nè, chị Chín phi giòn. Rồi, giờ ăn thử nữa nè. Món thịt bò đây á là chị Chính nổi tiếng nấu thịt bò rất là nhanh. Nấu thịt bò mà cực kỳ nhanh luôn á. Chị kêu nấu trong vòng nửa tiếng thôi á. Thịt bò bữa nay mềm ngon. Nước đó là thơm, trong. Không có nhiều dầu mỡ, không có dầu mỡ nha. Ăn cái bún bò ngoài nhiều dầu mỡ quá. Quay phim rồi. Cái gì